anh cho phép em quay cái. Rồi bắt đầu đậu. Đúng là trời đó. Tính lên tính lụm hồi hả? Ăn mới thì chắc ngon lắm không sao đâu. Vài ngày á, vài sao á. Vài ngày sao nó sẽ bị cái. Nó ngồi riêng đó. Tại vì cái này đi đem làm này cái năm trời rồi đó. Không phải nó nấu. Không, cái này dùng nhiều rồi mà. Đúng rồi. Chưa, chưa, lên nữa, lên nữa. Lên đi ơi. Lên đi anh ơi. Chắc cái này, này cao quá rồi. Dính trong cái khuôn rồi. Cái này nó phải thấp hơn cái này á, mày nó mới ra được. Đọc lại lỗ khác. À, mà khoan đẩy cái khuôn ra đó không con? Nó dính cục hơi bự. Ở ngay chỗ mà bắt đầu. Ngay cái chỗ bắt đầu nó đứt tôn á, tật 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 cái mà bắt đầu đứt tôn á. Tí là gì? Em ơi. Cái này mình chết đi. Tra cốt. Tra cốt. Không có được cục đấy. Tra cốt. Không có. Mấy anh Sơn tra cốt được mà em lo gì? Để nào nữa. Cái này mình đắp là do thôi luôn. Bắt đầu cái chỗ mà nó đứt tôn là nó bị một cái gờ đấy, một cái gờ tay nó nó mỏng thì có thể không bị con 12 10 12. Nói chung cái đột khi tới giới hạn nào đó nó cũng bể, nhưng nó bể nhưng nó chịu nổi ép lại mà là nó sẽ bể đứt lên. Ép sau này là nó bị giống giữa này nè, cái giữa này nè là nhưng mà 100% là con dương ngắn này nè. Tôn này bỏng là 16 rồi. Tôn dày là khoảng